Thưa quý vị, là đại biểu lần đầu về dự Đại hội Đảng toàn quốc, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh, chia sẻ nhiều cảm xúc khi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, với quyết tâm đem hết tâm huyết đóng góp vào văn kiện đại hội của Đảng. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những ghi nhận của phóng viên. Thưa đồng chí, thì lần đầu tiên về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thì cái cảm xúc, cảm nhận của đầu tiên của đồng chí là đối với Đại hội 13 như thế nào ạ? Với tôi thì lần đầu tiên được tham dự, hầu hết các đại biểu dự đại hội lần đầu tiên cảm nhận ngày hôm nay, ngày 25 tháng 1, chúng tôi được ban tổ chức cho đi thăm viếng lăng Bác. Đó là cái sự xúc động rất là lớn trong lòng mỗi đại biểu. Đã. Điều này thì sẽ tạo nên một cảm xúc, một cái trách nhiệm của từng đại biểu đối với đại hội. Và bước vào cái trung tâm hội nghị, chúng tôi cảm nhận được cái sự trang hoàng rất là chu đáo và rất đẹp và đúng chủ đề của đại hội, cũng như là kế bên triển lãm phần sách ảnh, phải nói là phản ảnh đầy đủ từng đại hội, nên là giúp cho đại biểu hiểu từ đại hội 1 đến đại hội 13. Đó là một cái điều mà phải nói là ban tổ chức chuẩn bị rất là chu đáo. Thưa đồng chí, thì để chuẩn bị cho về dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thì đoàn đại biểu của tỉnh Tây Ninh đã thực hiện công tác chuẩn bị như thế nào? Xin đồng chí có thể chia sẻ. Như ban đầu đã nói thì đoàn chúng tôi là 16 đồng chí đi dự. Phải nói là trước khi đi lên đường đi Hà Nội thì đoàn chúng tôi đã họp cũng 2 lần để chuẩn bị đóng góp các ý kiến, tức là ngoài ý kiến của nhân dân đóng góp chúng tôi đã gửi cho ban tổ chức đại hội rồi. Thì về phía đoàn đại biểu có những cái ý kiến nghiên cứu sâu các văn kiện thì chúng tôi có những cái ý kiến đóng góp tập trung cho các lĩnh vực. Riêng đối với tôi thì quan tâm nhiều đến công tác xây dựng Đảng. Đó một điều là cái then chốt để tạo bước cái phát triển xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta. Nên là chúng tôi cũng tập trung vào cái công tác đạo đức, tư tưởng của đảng viên. Thì chúng tôi thì sau đó thì chúng tôi chiều nay thì chúng tôi sẽ có tổ chức cuộc họp của đoàn nữa, tiếp tục là làm việc của đoàn để chuẩn bị các ý kiến đóng góp thật là sắc và kỹ lưỡng để gửi cho ban tổ chức rồi chọn lọc và đưa vào hoàn chỉnh bổ sung các văn kiện. Về sức khỏe của đoàn thì đảm bảo được ban tổ chức thì lo rất là chu đáo, nên là chúng tôi cũng đã sẵn sàng đóng góp những cái trí tuệ, những cái kinh nghiệm ở cơ sở đối với văn kiện để giúp hoàn thiện văn kiện của đảng được chỉnh chu và đầy đủ và hoàn chỉnh để sau này triển khai đầy đủ nghị quyết ra ngoài đảng viên và nhân dân.